de Nigeria. Moses? Amen, Musa. Lại là một cú chơi bóng vào trong. Vẫn chưa có sự khác biệt nào dành cho đội tuyển Nigeria. Theo bảng mã của FIFA, đội tuyển Nigeria được quy tắc không có những chiến cái như ở trên bảng tỷ số mà chúng ta nhìn thấy ở góc bên phải phía trên màn hình của quý vị và các bạn. Còn ESL là mã đội theo quy định của FIFA của đội tuyển Iceland. Anh Tuấn có thấy không? Mã đội của đội tuyển Nigeria có thể sẽ khiến cho những khán giả Việt Nam chúng ta lầm tưởng đây là đội Nga đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Nhưng đó là đội tuyển Nigeria. Và đây là tình huống phản công. Bác Trung, bác đi đang